Hello, hello, hello bà con nha. Tâm mới mua được con xe XL7 2020 màu trắng Camay, 7 chỗ ngồi máy xăng. Đó, rất là mới anh chị. Xe này thì nó còn chất lắm, bao chất luôn. Thứ nhất là nước sơn nè, anh chị nhìn mình thùng nước sơn nè. Mới cứng luôn anh chị. Và sơn zin còn rất là nhiều nha, sơn zin còn quanh xe luôn. Tốt ít lắm, tốt sơ sơ à. Xe này nước sơn zin nó còn khoảng 90 đó anh chị. Rất là đẹp, mới tinh, năm vỏ theo xe hết anh chị. Nội thất thì bọc lại ghế da rồi, dán phim cách nhiệt rồi. Đó, ô đô thì 40 ngàn anh chị nhé. Xe gia đình một chủ mua mới, không kinh doanh dịch vụ gì cả. Còn rất là đẹp luôn anh chị. Đó, mâm là mâm phay sơn, mâm phay sơn, vỏ là vỏ theo xe. Đèn trước, đèn sau là full LED anh chị. Đèn LED thì mình đi nó sáng, ban đêm đi sáng, rất là sáng luôn. Biển số là 60 Đồng Nai nha anh chị nha. Xe cái máy trắng bóc à. Máy gầm đẹp, cực kỳ đẹp luôn anh chị, vừa ý. Đó, anh chị lên thấy cái xe này đi, bảo đảm anh chị sẽ vừa ý luôn á. Rồi có ba ga mui nè, mình thùng thẳng băng, nước sơn zin còn rất là nhiều, đèn gầm đèn đồ còn sáng á. Đèn pha này là đèn dạng full LED anh chị nhé, đèn pha full LED mặt ca lăng nè, đẹp quá. À, theo như Tâm đánh giá đây là một con xe được trên 8 điểm rưỡi nha anh chị, trên 8 điểm rưỡi, gần được 9 điểm luôn. Rồi nhìn cái máy nè, rồi cái máy trắng bóc luôn anh chị. Đó anh chị nhìn cái máy nè, máy nhìn cưng không, cục ABS nè, máy trắng máy đẹp nha. Rồi cửa cốp capo là chưa mở, keo chỉ thì khỏi nói, bao rin 100%, keo chỉ không mắc tí nào. Đó máy nè, ốc máy nè, motor nè, đẹp lắm anh chị. Cái máy nổ êm, thật là êm luôn, không nghe một tiếng sục sịch gì luôn, rất êm. Và nó còn bình thường nhất có thể anh chị, bình thường và tốt nhất có thể, chưa có bị một cái điểm trừ, một cái lỗi gì hết á. Nè anh chị nhìn nè, nó còn trắng bóc vậy mà. Odo thì chạy chuẩn là 40 ngàn, một chủ mua mới, nhập khẩu Indo 2020. Đó, không dịch vụ kinh doanh Grab taxi gì hết, xe gia đình đi, kỹ đó, bảo dưỡng đầy đủ. Giờ anh chị lên là anh chị mua về sử dụng thôi. Được cái màu trắng Camay nữa, Tâm bán 468 triệu anh chị nhé. Đăng kiểm mới tới tháng 8 2026, đăng kiểm và đường bộ còn đủ đó. Thì lúc mua mới thường là đại lý người ta mua có 1 năm đường bộ à, thì về khách hàng đăng ký lần đầu, đăng kiểm lần đầu nó rất là mắc. Tâm sợ nhất là cái xe 20 với xe 22, 21 với 22 anh chị, nợ đường bộ chiếc nào cũng 5 triệu, 5 triệu mấy, 5 triệu, 5 triệu mấy không, nên Tâm ớn luôn. Giờ mua mấy cái xe này nè, đi nó khỏe, người ta đăng kiểm sẵn rồi, mình khỏi đăng kiểm đăng gì hết, nên nó yên tâm anh chị ạ. Và bên Tâm để cho anh chị với cái giá là 468 triệu anh chị sở hữu được con xe này ha, còn chất lắm, bảo đảm anh chị sẽ vừa ý nhất có thể luôn. Bởi vì Tâm thấy cái mình thùng của nó là Tâm chịu rồi, mình thùng của nó nè nó thẳng băng luôn, và nước sơn zin nó còn nhiều, mượt lắm anh chị. 468 anh chị nha, ngồi nó cũng rộng á. XL7 này nó cũng tương tự với là Xpander anh chị, Tâm thấy nó còn rộng rộng hơn cái Road chút, đi sướng lắm, bền lắm. Và mức tiêu hao nhiên liệu thì 5 lít 4 cho đường trường, 6 lít 3 cho đường hỗn hợp và 7 lít 9 cho đường đô thị. Vô lăng cần số thì hầu như là còn rất là mới anh chị. Màn hình giải trí lớn, có cam đồ đầy đủ, trần nỉ nguyên rin luôn á. Có cửa gió ở trên nè. Ghế bọc da là hết rồi. Ghế bọc da đen, chỉ đỏ, nhìn nó cũng oách lắm. Cái máy trắng bóc anh chị, nhập khẩu Indo 2020, lăn bánh chuẩn là 40 ngàn, xe đẹp, gập gương nè, kính bấm nè, lóc cửa nè, tắp bi nè, nhìn nó còn sáng trưng anh chị, còn sáng trưng à, còn khá đẹp á. Xe này thì Tâm đánh giá xe này được trên 8 điểm rưỡi anh chị nhé. Rồi anh chị nhìn chung nè, thấy đẹp không, đẹp ưng ý luôn, không có điểm chết, không có điểm trừ. Rồi nội thất nè, đó Tâm quay vậy nè, nếu anh chị muốn kỹ hơn thì Tâm sẽ soi kỹ hơn cho anh chị nha. Xe thì ưng ý miễn bàn, khỏi chơi, từ A tới Z luôn anh chị ơi. Gầm bởi trắng bóc à. Đèn trước đèn sau là LED hết rồi. Đây nãy Tâm có nói về mức độ nhiên liệu nè, 5 lít 4 nè, 5 lít 4 nè, 6 lít 4 nè, 7 lít 9 nè. Dòng này thì bền, giữ dáng mà lại rất là tiết kiệm xăng.
vỏ lốp theo xe còn dày, bánh dự phòng này. Chắc hạ một hai lần gì rồi. Cái gầm sáng dữ dằn anh chị, gầm gầm sáng lắm, không xét không gì hết nha. À, nếu mà anh chị so sánh á, thì nó lại khó mua. Nếu mà so sánh với cái xe dập dập lỗi lỗi với dưới xe tua đồng hồ thì khó mua lắm. Còn xe này là xe zin, odo chuẩn, một chủ từ đầu. Thì anh chị so sánh với những cái xe dập lậu lấu 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 là không mua được. Còn nếu mà so xe đẹp là bảo đảm anh chị mua được xe này liền. Odo nó tầm mới bán cái xe màu cam cách đây chắc 2 tháng. Tầm bán được 475 màu cam. Rồi mới bán cái xe màu cam 2023 2000 cây bán 560 mấy triệu. Bữa tầm cũng có làm video cách đây 20 ngày. Còn xe này thì 2020 tầm bán chị là 468 triệu. Xe thì ở đâu nó như vậy nha. 40 ngàn hơn 40 ngàn một chút. Còn chất xe thì không có điểm trừ, không có điểm lỗi. Xe đẹp. Và chờ anh chị đến xem kiểm tra chốt thôi. Không phải suy nghĩ gì nữa hết. Xe ưng ý anh chị ạ. Tâm nói xe ưng ý là anh chị mình dễ hình dung nhất luôn á. Tại đâu có thấy cái điểm yếu nào đâu. Từ đầu tới đuôi nè, Tâm quay một vòng cho anh chị coi nha. Gầm bởi máy móc đồ trắng bóc à. Mica đèn nào sáng trưng. Xe thì khỏi chơi miễn bàn. Anh chị giờ đi mua xe mới cũng đã nhiêu rồi. Mua xe này thì giảm được đâu đó chắc khoảng gần 200 triệu đến 200 triệu anh chị nhé. Đó, thì sau này nó có khấu trừ hay khấu hao gì nó cũng còn ít. Không có khấu trừ bao nhiêu. Còn mua xe mới thì nó khấu trừ hơi nhiều. Lăn bánh ra khỏi hãng là mắc 100 rồi. Xe này thì chạy thời gian mắc 100 nữa 200. Đó, dạng như vậy đó anh chị. Còn xe này thì anh chị chạy thời gian thì mắc 10%, 40, 4 mấy triệu. Bên Tâm thâu lại ngay vào luôn ha. Rồi, rất là nhiều sự lựa chọn tại ô tô Duy Tâm. Và đây là một con xe để cho anh chị mình lựa chọn hợp lý nhất có thể. Nếu mà thấy phù hợp thì nhấc máy alo để ủng hộ mình nha. 0917 215 512 anh chị nhé. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại anh chị.